Kim cương. Kim cương nào má? Mày tuổi gì? Tao tính hết rồi ba, nãy giờ tao tính hết rồi. Ôi tao bị trôi lên đây rồi anh em. Quá là dữ. Sau đó tôi bị bắt và phải phục vụ cho quân đội để bắt một chùm băng đảng. Rồi tôi mới vừa tỉnh dậy thì tôi bay lên cái phi thuyền này rồi nên em mà. Nói thật chất là nó là một chiếc máy bay đó. Hình như là cái ông này sẽ sai tôi trà trộn ở bọn này để bắt cái ông nào đó về cho mấy bọn này anh em ạ. Theo như tôi được biết là vậy. Đây là thanh niên phi công của tôi đấy. Bây giờ tôi sẽ lên chiếc tàu này thì phải. Mà giờ sao tôi có thể lên được nha? Stick hand hả? Tôi nghĩ là stick hand sao mà bắn lên được cái này. Cannonball thì ok nè. EB là cái gì nha? Ấn vô thử coi. Ok. Hello. À, đây là một cái gọi là có thể nói chuyện nhau và bàn kế hoạch nhau đây anh em. Hả? Tôi nghĩ là nổ cái này chỉ có là cái C4 thôi. Không thể nào mà gõ cốc cốc để cho nó biết mình được. Nhưng mà C4 bỏ vô nổ đùng. Tụi nó không biết mình mà anh em. What the fuck? Acid, acid đi. Nên là bỏ acid. Now that's a lot of damage. Cuộc sống mà. Thôi gõ cửa cho nó chắc ăn anh em à. Hello. Hello. Ôi ơi. Còn cái cuối đấy. Hút mày lên nè con. Đấy. Tôi hút người lên đấy anh em à. Xong. Easy. Rồi tôi xuống được rồi. Tôi xuống được rồi. Ê à, hình như tôi sẽ bắt cái ông này anh em à. Tôi sẽ về làm giả ổng thôi coi. Không tao, không tao đi vô, tao đi vô thôi mà, tao đi vô tao chơi thôi mà. Rồi giờ tao ngồi nè, tao tính ngồi mà tự nhiên giờ tao mắc đá quá, tao phải đi vô tao đá trước rồi tao mới ra, tao mới ngồi được. Ủa tao phát cái này, thử cái này mà. Cái này là gì đó tôi cũng không biết, mà cứ ấn đi. Kéo lên đại, kéo, cứ kéo lên, cứ kéo lên đại. Ờ, còn một thứ cuối đây anh em mà. Ghê nha. Đen bò tự nhiên nó dính lên tường luôn nè. Tôi nghĩ là vậy đó anh em. Ai biểu mày nhảy không nói vậy ba? Nhảy chỗ khác được không? Trời ơi. Bây giờ tôi sẽ kêu cái thằng máy bay tới ta. Hay là chơi con robot Hepper Gravity Bubble Platform. Con robot đi. Con robot nhìn ngầu nè anh em. Đúng rồi, nhảy lên. Ui, nó lại được và lờ anh em à. Ây, ổng kìa, ổng kìa, ổng kìa. Ổng không bấm được kìa, mày vô mày giúp giùm nó, ổng đi. Nói chung là chơi lớn anh em à. Mày lừa bố mày. Sử dụng trí óc rồi. Tôi sẽ điều khiển tâm trí ông này anh em. Ui. Đù. Đù. Xuyên chó đấy. Chắc vui á. Chậm quá anh em à. Phải để cho tao suy nghĩ chứ. Vậy. Rồi đập chết bà. Hả? Người nước ngoài hay sợ nhện lắm anh em à. Thì ra mày chọn cái chết. Đù. À là ổng không sợ nhện mà ổng sợ cây anh em. Giờ sao trời. Shut the power. Tắt nguồn điện đi anh em. Tôi nghĩ là cái này nó hơi vô lý nhưng mà chắc chắn làm xong thì nó sẽ hợp lý. Rồi không hợp lý rồi anh em à. Bố mày tự đi qua luôn. Hay lắm. Mày tắt khúc này thôi. Mày đừng tắt hết máy bay. Ok. Mấy thanh niên đang tắm nữa anh em. Bắn chết bà nó, bắn chết bà nó, bye bye. Fox Gun Sleep Gas Slash Bang Banana Boom. Chuối quăng chết bà nó em. Rồi xong. Có đồng đội không biết để chi luôn trời. Bắn. Bắn chết bà nó. Đúng rồi. Hay lắm. Hay lắm. Ôi. Nhất tao đi luôn à. Quay trở lại đi chứ. Có vẻ là tôi sẽ chọn một cái kế hoạch gọi là lấy cái bóng bóng đó tôi bay vô đây luôn anh em. Đấy. Ngầu chưa. Sao hô tao được. Lăn nó, lăn 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 lăn. Chiếc ghế. Nhưng mà trong đây tôi sẽ cần chiếc ghế điều khiển anh em à. Tại biết sử dụng hai kia là không được. Tại tôi đang trong quả cầu. Holy shit. Tôi chạy như cái máy điện vậy đó anh em à. Cái nào đây ta? Hết đục. Đợi tao suy nghĩ, đợi tao suy nghĩ 5 giây, 5 giây. Không thể hiểu được. Check, đúng rồi, đúng rồi. Hay. Ơ, được.
Trời, nó để cái dây xích chó của nó kìa anh em mà. Mày chạy nhào nổi mày cũng hay á. Từ từ, cái gì phải từ từ, để cho tao suy nghĩ chứ. Ông đại. Đấm chứ bà, đấm nó. Đúng. Ăn. Rồi, bứt tóc đó. Ôi vãi, thật sự luôn ấy. Chọn lộn cũng trúng nữa anh em à. Sao không lên đó được hay ta? Bắn chết bà không đi. Ủa rocket zoom á. Ấy. Được anh em. Đấy, chọn nhầm cũng được nữa. Vô cho nó khó. Mấy ông này tôi nghĩ là đánh dễ thôi mà anh em à. Ôi. Bố mày cay mày lắm đấy. Ma triệt. Ứng mày luôn. Chưa chết luôn anh em. Chỉ còn cái thôi đó. Ôi, quá là dữ. Nhưng mà tôi sẽ chọn cái này cho nó kiểu như nó dễ hơn anh em à. Tại từ trên cao xuống mà, thì chọn cái này là ok nhất. Rồi, ông vẫn đeo kia, ông chạy bà. Mày xạo, tao bắt được mày rồi cho con. Nói nhiều làm chi. Hay biểu mày đeo cái dòng xích cho chi rồi tao bắt mày dễ hơn. Missile. Tôi sẽ chơi quả tên lửa cho nó ngầu. Thôi tính ra tao kêu mày luôn á. Tính ra tao kêu mày giúp tao luôn á. Đành phải lấy chiếc xe tăng thôi anh em à. Ôi lăn xuống luôn. Quá đục. Ừ tôi vẫn chưa chết. Bye bye xuống cứu tôi rồi anh em à. Giờ tôi bàn giao ông này cho mấy bọn này. À hình như là mọi tội lỗi của tôi là sẽ được biến mất. Quá chi là dữ. Đấy. Tôi sẽ có một dụng cụ bắn và lên đây anh em à. Thế nên là cũng khá là dễ. Thế này là một cái gọi là kích điện. Đụng vô là kích điện nè anh em. À đục. Đùa nhau à. Cái này thử đi anh em. Thôi coi. Ui vãi shit không. Chờ tôi sẽ chọn phương án là chờ. Ừ hay lắm. Sao đây giờ sao. Cái này là chi. Sao mày nhấp vô đó. Họ nó chơi game luôn anh em ạ. Thôi rồi. Thế là mình nên là chui vô đây thôi nè. Đù. Thấy một viên ngọc khá là to. Teleporter hả. Tôi sử dụng teleporter. Còn nó ra sao. Ra ngoài không chung luôn. Cái gì mà nó vô lý nhất là coi chừng là cái đó đây nè. Nó được ghê hả. Ý tôi là nó không ghê tí nào đấy. Mà còn cái rồi đó. Mà bay qua được cũng hay. Thôi được. Tính là từ nãy tôi đi ngược cái phòng này, giờ tôi đi ngược lại. Khá là vô lý. Hát thôi, bố mày chỉ cần hát. Tôi nghĩ là dùng cái găng tay. Đấm nó. Hợp lý luôn. Thôi hợp lý luôn. Tồi đấy anh em. Tôi sẽ dùng cái súng trọng lực để tôi bắn nó đi luôn. Hay lắm. Hoặc là tôi sẽ dùng cái này tôi gấp nó lên. Cú thế nhờ. Còn cái cuối đấy. Ủa nó nhỏ bằng cái lòng bàn tay đấy. Chị cha mà ơi ghê thế. Về muốn về. Uầy. Power ammo, tôi sẽ chọn power ammo là. Quá là ngầu luôn, nhìn tôi là biết tôi ngầu rồi anh em ạ. Quá là dữ. Mày xạo tuổi, tuyên bố tuổi luôn. Đu. Ồ, chúng tôi chiến đấu với nhau anh em ạ. Chọn đĩa nào ta? Sao biết đĩa nào được? Chọn đại thôi. Wow. Có mấy thanh niên tới giúp nữa anh em à. Mày xạo mày. Chết chưa? Ủa cái bộ giáp của tôi đâu à anh em? Cố đi. Tôi cướp bộ giáp luôn anh em à. Ngon nha. Để tôi đi rồi. Đã thấy sợ tôi quá đây anh em. Giờ tôi có bộ giáp khá là xịn.